Hôm nay tụi mình ghé nhà chú Sáu nha. Chú làm nghề chài lưới trên ghe. Nhà chú thì ở ven cái sông của Cần Giờ nè. Xung quanh nhà chú ở dưới này thì nó rất là thiếu thốn nước ngọt nha các bạn. Hàng ngày thì có xe người ta chở xuống đây như là bán nước ngọt cho mấy hộ dân ở đây nè. Đó, lưu mấy cái lưu này là để tích trữ nước á. Trên đường đi á, mình ghé vô cái chợ Bình Khánh á, mình mua một ít nghêu nè, với lại con gà xuống đây để làm mồi hai chú cháu nhâm nhi ha. Chú làm thêm con gà để đãi khách nữa nha. Mình mặc áo màu đỏ đang đứng trong kia kìa, đang nấu ăn kìa. Đảm đang chưa. Về đây hả? Chưa. Lên lúc nào sao không làm rồi chết. Không, cái này đông quá. Giờ con gà này chắc đem hầm xá luôn chứ. Hôm nay nhà mình cũng thích ăn đây. Ở đây thì chỉ có cua, cấm, với lại là tôm tích, tôm. Chú Sáu giống như là một cái chạm vậy đó. Chạm dừng của mọi người ở đây. Chào cả nhà. Xin chào. Tuần Lâm hôm nay con đi đâu đó? Hôm nay mình ghé gia đình nhà chú Sáu nha. Ở đây người ta sống bằng nghề chài lưới ở trên ghe nè. À các bạn thấy không? Quá trời. Đúng. Thấy con cua bự chài bá lửa. Đấy. Con cua kìa. Còng con dã tràng cá thòi lòi. Nhiều quá ha. Chiều nay mình sẽ xuống bắt những con này nè. Ở đây là người dân người ta chài lưới với người ta bắt cua bắt còng ở đây nha, người ta sống bằng nghề này á.
Hello, mình đang ở làng chài nha. Đây là cái chỗ ngồi lái của thuyền trưởng nè. Đó. Cái này là thuyền trưởng ngồi nha. Xong rồi nếu mà cảm thấy mắc ẹ thì có chỗ này để ẹ luôn nè. Này đang trên vỏ lãi nha các bạn. Giờ mình sẽ đi đi bắt ốc len đúng không? Đi bắt cá thò lòi luôn. Giờ mình đi bắt ốc len hả anh? Cứ mình tới cây là mình ngồi hả anh? Đây đang chạy nha. Đây nè, dưới gốc bắp mép mép bên này nhiều lắm. Ai bên mép bên này nè. Đây nữa nè, bên này nữa nè. Nguyên một chùm luôn nè. Lên quá trời luôn. Ốc len xào dừa nha. Về mình sẽ chế biến món ốc len xào dừa. Đó. Rất là nhiều nha. Nè. Đóng luôn. Lớp 1. Chị ơi, khoan với tiếng. Không dắt canh. Đi rồi đó. 3, 4, 5, 10. 12 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ, 1 cái chén à? 2 đứa nhỏ, 1 cái chén. 2 đứa nhỏ, chắc canh ăn cơm chú. 2 cái, 2 cái, nữa 2 đứa.
chú cô lột cho hai cành cua cho thấy nhỏ đi, nướng gà trộn với cô. Để cho mình trời, trời cái này để sao. Cái càng cấm nó ngon. Chắc thịt giá mấy.